Lionel Messi cân bằng chuỗi ghi bàn khó tin của Ronaldo. Sau cú đúp vào lưới của Alba ở trận cuối cùng ở La Liga mùa giải năm 2018-2019, Messi đã cán mốc 50 bàn thắng trên mọi đấu trường, qua đó cân bằng thành tích của đồng nghiệp Cristiano Ronaldo. Kể từ khi được đôn lên đội 1 Barcelona năm 2004, đây là mùa giải thứ 6 Messi cán mốc 50 bàn. Các mùa trước đó bao gồm 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 và 2014-2015 cũng như 2016-2017. Siêu sao người Argentina là cầu thủ thứ hai làm được điều này. Trước đó, chính Ronaldo ghi hơn 50 bàn trong 6 mùa liên tiếp từ năm 2010 đến năm 2016. Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau chiếc cúp vô địch Serie A. Cristiano Ronaldo kết thúc mùa giải năm 2018-2019 khá thành công với cú đúp danh hiệu Serie A và siêu cúp quốc gia cùng Juventus. Chưa dừng lại ở đó, siêu sao sinh năm 1985 còn được vinh danh là cầu thủ hay nhất ngay mùa đầu tiên chơi bóng tại Serie A. Như vậy thì CR7 đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có vinh dự nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới, bao gồm Anh, Tây Ban Nha và Italia. Trước đó thì siêu sao 34 tuổi từng được vinh danh tại 2 lần trong màu áo của Man United và 1 lần khi còn thi đấu cho Real Madrid. Trên thực tế, phong độ ghi bàn của Ronaldo mùa bóng năm nay không ấn tượng bằng chính anh ở những mùa giải trước. Mùa này thì Ronaldo có được 21 bàn kiến tạo 8 lần sau 31 trận ra sân tại Serie A. Ở đấu trường Champions League, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục chứng tỏ cái duyên với 6 bàn thắng. 5 trong số đó chỉ đến ở vòng loại trực tiếp nhưng chỉ có thể giúp Juventus vào đến tứ kết. Dù đang thất thế trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới Serie A, nhưng với 21 bàn thắng cùng với những đóng góp quan trọng trong màu áo sọc trắng đen, Ronaldo vẫn xứng đáng được vinh danh là cầu thủ hay nhất mùa. Arsenal sáng cửa đón ngôi sao xuất sắc của Ajax Amsterdam. Với cú đúp danh hiệu quốc nội và vào tới bán kết của Champions League, Ajax vừa trải qua một mùa giải rất thành công, trong đó Hakim Ziyech được bình chọn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng Hà Lan. Theo tờ Daily Mail thì tiền vệ này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ pháo thủ. Kylian Mbappe tự tin đánh bại Lionel Messi. Trong cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu, Messi đang dẫn đầu với 36 bàn, hơn người đứng thứ hai đó là Mbappe 4 bàn. Dù vậy, tiền đạo trẻ người Pháp tự tin anh sẽ đánh bại M10 để giành danh hiệu cá nhân cao quý này. Trong khi đó, Ligue 1 chỉ còn đúng một vòng đấu nữa. Toni Kroos gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Trang chủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xác nhận đã gia hạn hợp đồng 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Như vậy, nếu hoàn thành bản giao kèo mới, ngôi sao người Đức sẽ ở lại Bernabeu đến tháng 6 năm 2023. Mặc dù Los Blancos vừa trải qua một mùa giải tồi tệ, nhưng cầu thủ của Bayern Munich vẫn được coi là một trong những hạt nhân quan trọng trong tương lai. Bakayoko đang trên đường quay trở lại Chelsea. Theo tờ Calcio Mercato, AC Milan sẽ công chi 35 triệu bảng để mua đứt Bakayoko sau một năm mượn từ Chelsea. Thực tế thì tiền vệ 24 tuổi người Pháp chơi không tệ ở San Siro, nhưng anh lại có thái độ vô kỷ luật với huấn luyện viên Gattuso. Như vậy thì sau khi Serie A mùa này khép lại, nhiều khả năng Bakayoko sẽ trở lại sân động Stamford Bridge bởi Chelsea đang bị cấm hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Bị Zidane chê bai, Bale đã đáp trả sốc. Với những gì mà huấn luyện viên Zidane thể hiện vào mùa này, ông đã cho thấy Bale không còn chỗ đứng tại Real Madrid. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải này, huấn luyện viên người Pháp cũng chẳng cho Bale xuất hiện bất cứ một giây nào. Nhiều nguồn tin cho hay Zidane đã bảo với Bale rằng anh không có cơ hội đá cho đội 1 của Real Madrid nếu còn ở lại Bernabeu. Vấn đề là Real Madrid muốn đẩy Bale đi để giải phóng quỹ lương, để lấy tiền tái đầu tư vào các vụ bóng tấn mới, nhưng lại chưa có đội nào thực sự sốt sắng chào đón Bale vào thời điểm này. Trước động thái của Zidane thì Bale cũng không ngại ngần đáp trả. Theo đài phát thanh Radio Stadio của Tây Ban Nha vừa tiết lộ, Bale cho biết Real cần trả lương 17 triệu euro mỗi năm cho hợp đồng còn lại của tôi, tức là 3 năm. Rồi sau đó thì họ muốn tôi đi đâu cũng được. Thậm chí nếu phải ở lại Real Madrid và họ không cho tôi thi đấu, thì nếu cần tôi sẽ đi chơi golf.